chuyện gì vậy các bạn? Tôi là Ellie từ Game 3 và trong các tập hôm nay, tôi sẽ xem xét dự án và trò chơi thực sự thú vị ra mắt vào tháng 1 năm 2022. Chống lại Metaverse của chúng tôi thật may mắn khi có cơ hội xoay chuyển nỗ lực, chiến dịch thử nghiệm cho cộng đồng. Nếu bạn là người mới sử dụng kênh này, hãy like. Chúng tôi có rất nhiều thứ muốn cho bạn thấy về. Lửa trại không làm gì nữa, chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Bạn chưa biết về Gunsita, bạn có thể tham khảo video trước của tôi về Bao Lê Sư và trò chơi tiềm năng sắp tới. Tôi có một ước về dự án này, vì vậy bạn có thể xem video đó trước khi chúng tôi muốn điều này. Nhưng ngay bây giờ tôi đang ở sảnh chính của Kansas City. Một chút phiên bản này trông khá tốt thành thật mà nói. Thiết kế thực sự dễ thương. Chúng tôi có hai chế độ hiện tại ở đây, chế độ đấu trường và chiến dịch. Chúng tôi không thể đạt được chế độ đấu trường trong một chút phiên bản, vì thế. Nhưng chúng tôi có thể có một số chiến dịch thực sự và một số trận chiến thực sự thú vị ở đây. Và cả avatar của tôi là con gà ở đây. Ellie, bạn nên theo dõi tôi trên Twitter. Tôi có khá nhiều thứ hay ho ở đó. Và chúng tôi cũng có hệ thống ký tự, hàng tồn kho và cửa hàng tạp hóa hệ thống tốt nhất. Một điều bạn nên biết là hệ thống năng lượng trong Gunsita tốt nhất thay vì ký tự. Có nhiều hệ thống tốt nhất ở đây. Và tôi có 4 cái tốt nhất ở đây. Tốt, mỗi đường truyền trống có 3 lần bắt đầu cơ bản. Như thế nào? Và mỗi người trong số họ có 3 kỹ năng hoạt động. Cơ bản, người chơi nào có thể sử dụng chúng để cung cấp thiệt hại trong lượt bắn của họ. Và 1, 2, 3. Và đây là kỹ năng tối thượng có thể vượt qua hầu hết các thiệt hại, nhưng nó có thể gây ra thiệt hại cao nhất ngoài thị trấn. Đối với que lưỡi, điều đó có nghĩa là nếu bạn sử nó sẽ làm giảm số lượt bạn sẽ có trong trận chiến. Và nó muốn kẻ thù chúng ta có nhiều lượt hơn. Và càng có nhiều kỹ năng thụ động, đại diện cho đặc tính tự nhiên, để kích hoạt đặc biệt trong hiệu ứng trò chơi. Kỹ năng thụ động có thể được sử dụng trong cả trận, trong mọi thời gian chúng ta biết. Như toàn bộ này, kỹ năng thụ động chữa lành tất cả đồng đội 20%. Tại sao lại giết kẻ thù? Cái nào thực sự tuyệt vời? Và tôi nghĩ đây là con đường hoàn hảo cho đấu trường đồng đội. Và chúng tôi có thể san bằng thẻ của mình bằng Gizzy và cấp độ khối lượng vật nuôi phù hợp với cấp độ lâu đài của tôi. Như bây giờ cấp độ nhân vật của tôi là cấp độ 5. Vì vậy tôi chỉ có thể đưa thú cưng của mình lên cấp 5. Vì vậy hãy san bằng chúng. Nó đã xong, bạn đã biết về thủ đô và hệ thống vượt qua ở đây. Vì vậy chúng ta hãy tham gia ngay vào trận chiến vài chiến dịch. Và họ là những trận chiến khác nhau ở đây. Và bạn có thể nhấp vào một. Và mỗi trận chiến, chúng tôi tiêu tốn của bạn khoảng 2 vé. Và bạn có thể nhận điểm sàng lọc GC và một số mục hỗ trợ. Tôi sẽ nói về nó sau. Chúng tôi đã thấy hệ thống vé. Chúng tôi cũng có hệ thống năng lượng vật nuôi. Như bạn có thể thấy ở đây, pin và cơ chế trò chơi này. Tôi và tôi để cân bằng thời gian chơi cá cược cùng với chiến lược sử dụng xấu. Và Epic có 3 năng lượng. Và mỗi người đàn ông tiêu tốn 1 năng lượng xấu. Và chúng ta cần 4 giờ để phục hồi 1 năng lượng xấu. Và chúng tôi cũng có một số mục hỗ trợ ở đây. Có thể hỗ trợ bạn trong chiến trường. Như thế này. À, nếu bạn áp dụng cái này, bạn sẽ bắn kỹ năng của mình 2 lần trong một lượt và chỉ sử dụng một kỹ năng đầu tiên. Điều này sẽ chữa lành thông qua năng lượng kỳ lạ, tăng tốc và phá hủy. Vâng, rất nhiều vật phẩm có sẵn để bạn sử dụng trong một trận chiến. Bây giờ chúng ta hãy tham gia vào cuộc chiến. Vì vậy chúng tôi ở đây trong trận chiến và làm thế nào để phá hủy nó. Hai con quái vật trở lại. Chỉ đơn giản là nhấn nút gắn kết đó và giữ để nhắm đến các hướng đạn, kéo để điều chỉnh sức mạnh và sau đó thả ra để bắn. Vâng, nó dễ dàng phải không? Hãy nhớ tình trạng hôn mê vĩnh cửu này để thời gian cho kẻ thù quay đầu. Và bạn cũng có thể nhấp vào nút này hoặc nhấn B để thực hiện cùng một cảnh quay ở lượt trước. Cái này, tôi nghĩ trò chơi như trò chơi này thực sự tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là một trong những yêu thích của tôi. Bởi vì nó nhắc nhở tôi rất nhiều về Gunbone. Tôi đã từng chơi trò chơi này rất nhiều khi tôi còn nhỏ. Bởi vì đặc biệt là chơi với bạn bè, nó thực sự là vũ khí thú vị. Tôi nóng lòng muốn chơi trò chơi này với bạn bè của trong Inamon.
và bây giờ tôi có thể sử dụng thang điểm 3 từ năm trước của mình. Và bạn có thể nhấp vào bình thường và thả vào bình thường. Bạn thường làm. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ nó hơi thất vọng với tôi. Như tôi mong đợi nhiều hơn về hoạt ảnh. Kỹ năng cuối cùng nó trông khá tốt. Nhưng nó không khác với tất cả các kỹ năng. Và cả hoạt ảnh chuẩn bị không ấn tượng làm đối với tôi. So với cuối cùng của Gunbow, loại trò chơi tôi đã từng chơi. Vâng, một điểm bổ sung để cải thiện cho trò chơi. Để thu hút nhiều người chơi hơn. Và làm cho trò chơi thú vị hơn nhiều. Họ cũng chuyên luận về điều kiện thời tiết. Như bạn có thể thấy ở đây chúng là thời tiết. Sấm sét và bão. Và đây là một điều thực sự quan trọng. Bạn cần nhớ nó rất thú vị. Mà còn mỗi tổ rất nhiều trong trận chiến. Có 3 loại điều kiện thời tiết. Gió có thể ảnh hưởng đến hướng đạn của bạn. Sẽ có 20 cấp độ năng lượng gió. Mức gió càng cao, càng có nhiều tác động đến các hướng công cộng. Chúng tôi cũng có Tornado Storm. Đích đến của viên đạn, chúng tôi tiếp cận sau khi trải qua một cơn lốc xoáy. Và sấm sét có thể làm tăng thiệt hại. Khi bạn bắn một viên đạn qua vùng sấm sét, và chúng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong mỗi dấu. Do đó, nó yêu cầu người chơi thừa nhận thời tiết trong trò chơi. Điều kiện quan trọng, kỹ năng bắn trong mọi tình huống làm tăng tốc độ gió. Hãy để tôi thắng trận chiến này một cách nhanh chóng. Vâng, tôi thắng trận chiến ngoài việc chơi chế độ trò chơi. Cô ấy cũng có thể tham gia vào một bánh xe may mắn. Chúng tôi có thể được tìm thấy trong khu vực sảnh đợi cái này. Cái này là cốt lõi trong tương lai trò chơi. Người chơi chúng tôi có thể sử dụng để nhận thêm vật phẩm hoặc tinh thần hỗ trợ. Mà thông báo ghi si bổ sung mà bạn có thể thấy ở đây, hãy để tôi thử một. À không còn ghi si nữa. Đó là một quan điểm may mắn và điều này trong ghi si của tôi. Và bạn có thể thấy ở đây, tổng ghi xe mà tôi kiếm được từ việc chiến đấu. Chúng tôi vẫn là luật và sau một thời gian cụ thể nhất định, nó sẽ trở nên có sẵn mà tôi có thể sử dụng để chuyển vào ví của mình. Và sau đó bán để chốt lời. Vì vậy tôi nghĩ đó là tất cả về video hôm nay. Về lối chơi Gunsita là một phiên bản tốt hơn. Vì vậy mọi thứ ở đây khá đơn giản. Nhưng tôi đã có một thời gian thực sự vui vẻ khi chơi trò chơi và này. Và tôi nghĩ nhóm phát triển đã làm khá tốt. Trong việc thiết kế tạo ra trò chơi này, tôi cũng thấy rằng họ đã thực sự hoạt động. Trong việc nhận phản hồi, và chúng tôi đã phá vỡ nó qua rất nhiều phiên bản. Vì vậy tôi đang có một kỳ vọng thực sự cao cho bản phát hành trò chơi cuối cùng. Nếu bạn thích video này, hãy like một bất ngờ để ủng hộ chúng tôi. Và cũng theo dõi kênh Twitter và Telegram quả để chúng bắt kịp với một số thông tin tuyệt vời về bản beta và trò chơi sắp tới. Và tín hiệu giao dịch bằng cách này. Chúng tôi không thể sợ tôi và hẹn gặp lại bạn trong các tập tiếp theo. We'll be right back.